Chào mừng những cư dân ZS tương lai trở về với căn nhà của mình, tọa lạc tại một khu đô thị 350 hectare của dự án ZS Hàn Quốc. Nói đến dự án ZS Metro City Nhà Bè là nói đến một cụm khu đô thị 350 hectare tọa lạc theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ, với một khu đô thị cực kỳ đẳng cấp, nhiều tiện ích đẳng cấp và là một khu đô thị thông minh do tập đoàn ZS Hàn Quốc đầu tư. Và ngày hôm nay, căn dinh thự mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là căn dinh thự với diện tích ngang 17, dài 20 và được thiết kế gồm một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái. Với căn dinh thự này thì quý anh chị có thể thiết kế được 4 đến 5 phòng ngủ. Và một điều đặc biệt của căn dinh thự này là có view 3 mặt tiền thoáng luôn. Và tầm view đầu tiên mà Phước Sửu muốn đi đến với quý anh chị đó là tầm view đối diện bờ sông, với cung đường là 16m, xe hơi tránh nhau thoải mái. Và một cái cách thiết kế rất là tinh tế hài hòa. Với căn siêu biệt thự này thì quý anh chị có thể thiết kế đến 4-5 phòng ngủ và một cái không gian sống cực kỳ lý tưởng. Và một tầm view thứ hai là tầm view nhìn về hướng nam, nhìn qua trung tâm thương mại, cực kỳ thuận tiện để việc mua sắm. Và một cái hướng chính nữa đó là hướng đông, nhìn về đường Nguyễn Hữu Thọ, một tầm view nội khu. Như mọi người nhìn thấy thì có thể là bước bộ ra công viên và những clubhouse sang trọng của dự án Saigai Nhà Bè. Nói đến căn siêu dinh thự này thì quý anh chị có thể tưởng tượng đây là một không gian sống cực kỳ lý tưởng, nơi chan hòa với thiên nhiên, nơi mà chuẩn một khu đô thị resort 5 sao, là một khu đô thị thông minh bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn. Xin mời quý anh chị hãy đến để cảm nhận một cái sức sống mãnh liệt, một cái khu đô thị cực kỳ đẹp và một cái căn siêu dinh thự cực kỳ hấp dẫn. Với cái căn siêu dinh thự này, quý anh chị có thể có không gian sân vườn xung quanh nhà cực kỳ thoáng mát rộng rãi. Mình có thể trồng những loại cây, những loại hoa yêu thích, hoặc mình có thể làm một hồ cá koi để thư giãn sau những giờ làm việc. Một không gian sống chan hòa với thiên nhiên, nơi cây xanh, nơi dòng sông và những cung đường hài hòa, và những cái nội khu an ninh bảo vệ khòm bao 24, giúp cho quý anh chị trở về sau một giờ làm việc gọi là thư giãn cực kỳ thoải mái. Nói đến khu dân cư ZS Metro City là một tập đoàn ZS Hàn Quốc và sắp tới sẽ cho ra khá nhiều loại hình từ biệt thự, shop house, nhà phố và những tòa nhà cao ốc văn phòng. Dự kiến khu đô thị ZS Nhà Bè sẽ biến trở thành một thành phố Hàn Quốc thu nhỏ tại Nam Sài Gòn. Đây là hình ảnh tiến độ thực tế của dự án đang bàn giao nhà, và có khá nhiều nhà đã làm nội thất và vào ở. Ở đây thì có khoảng xanh nè, công viên, và có những công viên gỗ sát bờ sông để cho cư dân có thể chạy bộ, có thể rèn luyện những cái môn tập thể dục và tận hưởng những không gian sống cực kỳ đẳng cấp tại khu Nam Sài Gòn. Hãy đến và cảm nhận được cái mức sống mãnh liệt và một cái khu đô thị cực kỳ đẳng cấp, một cái gam màu được phát triển và thiết kế theo kiến trúc bán cổ điển châu Âu. Một siêu dinh thự khá đẹp nhưng mức giá chỉ khoảng hơn 40 tỷ thôi quý anh chị ạ. Bởi vì gia chủ đang gọi là muốn thiện chí bán để cho quý anh chị sở hữu. Đây là một khu dân cư đẳng cấp và một trở thành một cái khu cư dân tương lai của một cái tập đoàn ZS Hàn Quốc được đầu tư khá là gọi là rầm rộ tại Nhà Bè. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.